Trái đất rơi vào thời kỳ hậu tận thế sau khi bị ảnh hưởng bởi một kỷ băng hà cực kỳ lạnh giá và khắc nghiệt. Người chơi sẽ vào vai những nhà lãnh đạo của thành phố, đưa ra những quyết định sống còn đối với người dân. Và quan trọng hơn hết, họ phải đảm bảo đủ nhiệt lượng để cung cấp cho người dân trước khi quá muộn. Chào mừng các bạn đến với Dungeons & Dragons, một kênh YouTube với các nội dung xoay quanh board game, liên quan đến board game và chỉ về board game cho cộng đồng Việt Nam. Mình là Hải Đăng, và trong tập ngày hôm nay, Dungeons & Dragons sẽ unbox trò chơi The Frostpunk Board Game tới từ nhà phát hành Glass Cannon Unplugged và được xuất bản bởi 11-bit Studios. Đây là một phiên bản chuyển thể của trò chơi video game phổ biến. Thì trong trò chơi này, người chơi sẽ phải cùng nhau làm việc để quản lý và sống sót trong thành phố cuối cùng trên trái đất. Trong game, người chơi sẽ phải đối mặt với vô vàn các quyết định mang tính đạo đức ảnh hưởng tới sinh mạng của người dân cũng như điều kiện sinh sống của họ. Đây là một tựa game dành cho 1-4 người chơi xoay quanh chủ đề tồn tại trong giai đoạn hậu tận thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ unbox cái hộp Frostpunk của nhà phát hành này đến từ Kickstarter. Thì một trong những điều đặc biệt của cái hộp này đó là cái Frostlander expansion này. Cái Frostlander là cái bản mở rộng của Frostpunk mà nó miễn phí cho những ai mà mua cái game này trên Kickstarter. Bạn cũng có thể mua cái hộp này nhưng mà là sẽ với giá gốc chứ không được tặng miễn phí như là bác trên Kickstarter. Còn đây là cái hộp, rất khá là nặng đấy. Đây là cái hộp board game, cái hộp core box này. Thì các bạn chỉ cần cái hộp này thôi là các bạn có thể chơi được rồi. Ở đằng sau cái hộp thì chúng ta thấy đó là nó giới thiệu thành phần của game, chẳng hạn như là những cái bảng chơi cũng như là cái tab ở ngay giữa cái map, bản đồ. Còn đây là cái miniature expansion. Cái miniature expansion thì giống như cái tên gọi của nó, nó sẽ có chứa có tất cả những cái tòa nhà, những cái building này, hoặc là những cái leader, cái người lãnh đạo. Còn những cái này là những cái phụ kiện nhỏ nhỏ, chẳng hạn như đây là cái thẻ thank you, cái tờ cảm ơn vì đã ủng hộ dự án này. Dự án Frostpunk được khoảng 19.000 người ủng hộ và tổng số tiền mà họ kêu gọi được là gần 2,5 triệu euros. Thì với một số tiền lớn như vậy thì như các bạn có thể thấy là cái chất lượng từ cái hộp mà nó gửi cái board game này về nó rất là chắc chắn, nó được bảo vệ. Các bạn thấy không? Bốn cái cạnh này nó đều được bảo vệ rất là nhiều. Đó là một trong cái những cái cạnh, những cái góc đấy là một trong những cái dễ bị móp nhất khi mà các bạn gửi board game về. Thì như các bạn thấy là cái hộp board game, tất cả các hộp board game mà của Frostpunk không có hộp nào bị móp hay là bị trầy xước cả. Thì đó là một cái mà mình rất là thích từ nhà phát hành này. Cái cách mà họ pack cái gói Kickstarter và gửi cho tới những người mà đã ủng hộ họ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ, đó là bóc cái bọc ở ngoài. Không giấu các bạn chứ mình cũng đã unbox bao nhiêu cái hộp game rồi. Nhưng mà cứ mỗi lần một cái game mới mà về ấy, thì cái cảm giác mà khui hộp này, cái cảm giác mà gỡ những cái bọc nhựa ra rồi mở hộp ra, nó vẫn luôn không đổi, cái cảm giác phấn khích luôn không đổi. Đây là quyển sách luật của trò chơi Frostpunk. Những trang đầu các bạn thấy nó giới thiệu những cái thành phần. Đây là một tựa game không hề nhẹ nên có rất là nhiều cái thành phần. Riêng cái phần setup không ấy là cũng đã là 2-3 trang rồi. Thì đây nó sẽ giới thiệu về những cái thành phần trong game cũng như là những cái luật. Chúng ta phải tới gần giữa cái quyển luật này thì chúng ta mới thấy được đó là cái cách nào để end game, chiến thắng game. Còn đây là cái scenario book, là cái sách về những cái bối cảnh khác nhau mà chúng ta sẽ chơi. Thì mỗi cái scenario này nó sẽ có một cái gọi là cái điều kiện chiến thắng khác nhau cũng như cách setup khác nhau nữa. Điều này là một điều rất là quan trọng tại vì nó sẽ giúp cho cái trò Frostpunk có độ trở lại cao, cũng như là người chơi sẽ dành được nhiều thời gian hơn để tồn tại, sống sót và thử thách trong thế giới của Frostpunk. Còn đây là cái Play Aid. Có riêng như các bạn thấy cái Action Description này là những cái tờ mà nó miêu tả về những cái hành động của người chơi ấy. Toàn chữ với chữ rất là dày. Thì mỗi người chơi họ sẽ có một cái bảng như thế này. Khi nhắc tới Play Aid thì chúng ta thường nghĩ tới một tờ giấy ngắn, gọn, nhỏ, ít chữ và chỉ tóm tắt về cái cách quá trình chơi, về cái nội dung chơi cũng như luật chơi. Nhưng mà trong cái Play It của Frostpunk này thì nó không khác gì một cái essay cả. Khá là dài, toàn chữ với chữ. Còn đây là những cái punch token về những cái tòa nhà cũng như những cái building, những cái construction. Thì cái này mình sẽ chưa có punch vội tại vì chúng ta có miniature expansion mà. Ủa gì phải punch. Còn đây là những cái miếng tạo nên cái bản đồ, những cái hex ấy, những cái map tile khác nhau.
Những cái miếng bản đồ này, những cái miếng hex này, nó được cắt khuôn rất là kỹ và nó được bọc, được hoàn thiện bởi vải lanh, hay còn gọi là linen finish. Có rất là nhiều. Ô, cái miếng giữa thì nó tự rớt ra luôn rồi, chưa làm gì cả. Cái này là một trong những cái mà mình rất thích khi mà punch ấy, là những cái miếng nó tự punch sẵn cho mình như thế này, chỉ cần đụng nhẹ nó rớt ra. Thì như vậy thì tại vì mình rất là hậu đậu, khi mình punch nhiều ấy, có nhiều lần mình punch ấy, nó còn dính lại trên cái bảng thì nó bị rách mất cái mấy cái token, mấy cái component, mấy thành phần game. Tiếp đến là các cái bảng chơi trong game, thì nếu mình nhớ không lầm thì chúng ta có tầm 10 cái bảng chơi như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng unbox cái lớp bọc ra để xem những cái bảng chơi này như thế nào nhé. Đùa chứ cái này khó thật đấy, tại vì nó không những nó vừa chật nữa mà nó vừa dính và nó vừa nhiều lớp nữa. Nếu như mình nhớ không nhầm thì đây là cái bảng gọi là generator board, là cái bảng mà liên quan tới cái việc mà làm lò sưởi ấy. Thì ghép như thế nào nhỉ? Hay là như ghép lên feature như thế này thì mới đúng này. Thì cái này là cái bảng dual layer. Thì cái việc cái bảng mà thành dual layer ấy, đó là một trong những cái stretch goals. Thì như các bạn chưa quen thuộc với Kickstarter thì stretch goal nó có thể tạm dịch là những cái mục tiêu mà mở rộng, hay gọi là mục tiêu vượt xa cái khi mà nó đạt được cái mục tiêu dự kiến của nó rồi. Trong Frostpunk thì như mình nói, nó có tổng cộng là 10 cái bảng tất cả, và có rất là nhiều bảng nhờ những cái stretch goal, nhờ nó vượt mục tiêu dự kiến khá là xa, nên những cái bảng này đều thành dual layer. Cái bảng này thì nó có độ dày tầm 2mm, thì cái độ dày 2mm nó cũng là một cái stretch goal khác của cái Kickstarter Frostpunk The Board Game. Và bây giờ là tới cái thành phần mà bắt mắt nhất, cái thành phần mà mình mong đợi nhất trong cái game The Frostpunk The Board Game này, đó chính là cái Frostpunk Generator, hay còn gọi là cái máy phát điện trong cái Frostpunk này. Như các bạn chưa biết thì cái generator trong Frostpunk thì mục đích của nó là sản xuất ra hơi ấm và cũng như là cái hơi nước để cung cấp năng lượng cho toàn thành phố. Chất lượng in có thể nói là rất là tốt, các bạn thấy là nó rất là nhiều chi tiết nhỏ và được in rất là sắc nét, không hầu như là không thấy lỗi in trong đây. Tòa tháp này cao tầm 20cm, và đây là thực hiện toàn một tòa tháp, nó thực hiện giống như là một dạng cái cube tower, là nơi mà các bạn sẽ thả những cái cube từ trên, từ khúc này này, các bạn sẽ thả xuống phía trên và nó sẽ vào trong cái khuôn ở dưới như thế này. Ở đây nó còn có một cái này là cái chất cái chia ngăn ở trong này hả? Thì đây là cái mà thành phần mà mình nghĩ nó là bắt mắt nhất trong cái game Frostpunk The Board Game này. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua những thành phần khác, chẳng hạn như là những con meeple này. Thì những con này thì trong game sẽ có rất là nhiều loại meeple khác nhau. Chúng ta sẽ có khoảng 30 con meeple. Thì đây là những con meeple gọi là kỹ sư. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 con meeple như thế này. Đấy, các bạn thấy nó giống kỹ sư không? Mình thì không thấy giống kỹ sư gì hết. 10 con meeple màu nâu này, 10 con meeple tiếp theo này là những con meeple công nhân. Thì đây nó có, cái này thì giống công nhân hơn này. Thì các bạn thấy nó đang cầm giống như là cái xẻng hay cái cuốc gì đấy để đào than. Thành phần tiếp theo là những con meeple automation, hay còn gọi là những cái con mà nó cổ máy. Nó sẽ giúp cái tự động hóa của cái việc mà khai thác than cũng như là sản xuất năng lượng. Rồi thành phần tiếp theo là cái thành phần này. Mình nhìn giống cái gì nhỉ? Mình nghĩ cái này là những cái cỗ máy hơi nước, những cái steam machine, những cái steam power machine trong cái game Frostpunk này. Thành phần tiếp theo là cái gì nhỉ? À, đây là 8 cặp trẻ em, trong đó có 2 cặp trẻ em là có màu khác nhau. Chúng ta lấy ra thử một con hippo để coi thử nhé. Thì đó là một cặp trẻ em nắm tay nhau như thế này. Và những cái thành phần còn lại là cái túi đựng token này, hai cái túi đựng token khác nhau, cũng như là các thẻ bài trong game. Thì trong game có 199 cái thẻ bài cỡ Tarot trong, và ngoài ra thì có thêm có 117 cái thẻ bài cỡ Medium là cỡ nhỏ nữa. Tất cả những cái thẻ bài này thì đều được gọi là hoàn thiện bằng vải lanh, hay gọi là linen finish. Ok, chúng ta đã đủ được cái hộp core box này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đóng để những thành phần trong cái hộp core box này lại, và chúng ta sẽ bắt đầu mở những cái thành phần trong cái hộp expansion ra, chẳng hạn như miniature expansion hoặc là Frostlander Expansion. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái hộp Frostlander Expansion, một cái expansion miễn phí dành cho những ai mà đã ủng hộ dự án Gọi Bốn Cộng Đồng trên Kickstarter.
Để xem nào, cái Frostland Expansion này như mình nói lúc trước thì nó sẽ tăng độ chơi lại của game cũng như là tăng chiều sâu cho game. Thì trong đây thì là cái quyển luật này này, nó sẽ giới thiệu về những cái thành phần trong cái Frostland Expansion này. Nó sẽ có thêm những cái thẻ chế độ chơi khác nhau cũng như là những thẻ công nghệ khác nhau. Và những cái token trong cái Frostland Expansion này thì tất cả được làm bằng gỗ tất cả luôn. Mình nhớ không nhầm thì nếu mình đoán thì có khoảng 32 cái token tổng cộng ở trong này đều được làm bằng gỗ. Và cuối cùng là Miniature Expansions, bắt đầu nghi thức thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những cái miniatures bên trong cái miniature expansion này nhé. Thì đầu tiên là cái tờ giấy này. Cái tờ giấy này nó ghi lại thành phần, cái vị trí của những cái thành phần mà chúng ta sẽ dùng để lưu trữ những cái miniature trong cái hộp này. Thì ở phía bên trên, góc trên bên tay trái, những cái 10 cái token màu xanh dương đó, đó là những cái gọi là những cái engineers. Còn ở phía bên bên phải, góc trên bên tay phải, đó là những cái workers, là những cái công nhân. Thì nó thay bằng những cái miniature như thế này. Thì trong cái miniature expansion này, chúng ta sẽ có tổng cộng là những cái 42 cái công trình nhỏ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 23 cái công trình nhỏ, nhưng mà những công trình đặc biệt. Đây là những cái công trình nhỏ mà mình đang nói tới. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua những cái miniature cỡ bự hơn trong cái Frostpunk The Board Game này. Thì trong cái Miniature Expansion, chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 cái tòa nhà lớn, cũng như là thêm 6 cái tòa nhà công trình đặc biệt, những tòa nhà công trình đặc biệt lớn này. Thì kích cỡ của những tòa nhà này các bạn thấy nó to hơn hẳn cái tòa nhà cũ kia. Nó còn phải lắp ráp lại với nhau. Rớt mất tiêu rồi. Nó còn phải lắp ráp lại với nhau nữa, thì nó mới thành một cái công trình tòa nhà hoàn thiện như thế này. À, mà để cho cẩn thận thì nhà phát hành còn in luôn cả tên của những cái công trình này ở phía dưới đích của nó nữa. Như các bạn thấy, đây là cái tòa nhà gọi là Bunk House, hay còn gọi là nhà kho chung đấy. Rất là cẩn thận luôn. Và đó cũng là cái kết lại cho video giới thiệu thành phần của tựa game Frostpunk The Board Game, được phát triển bởi Glass Cannon Unplugged và được xuất bản bởi 11bit Studios. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hy vọng qua video, các bạn đã có được cái nhìn rõ hơn về chất lượng cũng như số lượng thành phần của một tựa game được chuyển thể từ video games. Nếu như các bạn thích video thì đừng quên ấn nút like hoặc là đăng ký kênh channel để được theo dõi những nội dung liên quan board game một cách sớm nhất và nhanh nhất nhé. Mình là Hải Đăng, tới từ Dungeons & Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.